Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ hai của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Trước phần quảng cáo đó thì nhà báo Đinh Quang Thái đang nói đến ông tổng thống của Ukraine là Zelensky. Thì trong cái cách mà xuất hiện của ông ở trước truyền thông, cái cách của ông làm khiến cho người ta phải cảm thấy rằng là ông bởi vì ông xuất thân là một diễn viên, cho nên đó có người đã nói rằng đó từ một diễn viên hề, một diễn viên hài mà khi lên làm tổng thống thì người ta, ông này đã có cái hành xử đúng nghĩa của một nhà lãnh đạo. Trong khi đó có những người đứng đầu của những quốc gia nhưng mà lại lãnh đạo như một anh hề. Ý cô muốn nói thế nào, cô nói thẳng đi, tôi biết mà. Tôi biết là cô muốn ăn. Nghe coi người ta nói cái câu tôi đó rất là nhiều. Dạ, yeah, từ một anh hề nhưng mà khi lên làm tổng thống đã hành xử như một người lãnh đạo. Cô cho tôi ngưng một cái được không? Thưa quý vị, tôi biết ý cô Ngọc Lan tại sao mà cô nói như vậy. Bởi vì hề rõ ràng, ai mà là chủ tịch nước không biết gì về giải Nobel văn chương mà bảo rằng hy vọng ở trong tương lai gần Việt Nam sẽ có giải Nobel văn chương. Điều kiện căn bản để có giải Nobel văn chương, người cầm bút phải được hoàn toàn tự do để viết. Đằng này cứ có ý kiến độc lập tự do một cái là chộp cổ người ta đưa vào trong tù, mà lại đòi Việt Nam có giải Nobel văn chương thì cái anh đó đúng là có hề không? Hay là bị bệnh tâm thần? Cái đầu niên niên như vậy nè. Chứ thấy nói quá, tại vì người ta chưa có nộp được cái giới thiệu đi Nobel văn chương là bởi vì cái thư giới thiệu đến trễ. Cho nên vượt mất cơ hội đó, chứ Mai Thay đừng có nói là không có cơ hội nha. Thì như đã nói đó là ông tổng thống của Ukraine trong thời gian qua, cái sự xuất hiện của ông chọn đúng thời điểm, đúng hình ảnh để xuất hiện, lúc nào thì ở trong cái trang phục nào, ở trước giống như là EU trước Quốc hội châu Âu thì ông làm sao, rồi trước người dân ông nói chuyện như thế nào, nói chung là rất là xuất sắc trong vấn đề mà xuất hiện và lại kêu gọi được cái lòng yêu nước, kêu gọi được cái tinh thần của tất cả mọi người để mà xuống vào ủng hộ cho ông. Cái bài diễn văn nhậm chức của ông vào năm 2019 có cái câu cuối cùng tôi thích vô cùng. Tôi nghĩ rằng chắc là mọi người cũng đồng cảm với câu đó. Ông bảo là tất cả những người trong guồng máy của nhà nước, chính phủ Ukraine, công chức v.v. đừng treo hình của ông ở trên cái bức tường. Chúng ta biết rằng thường thường thì ngay cả nước Mỹ, bây giờ các công sở đều treo hình của ông Joe Biden. Thì ông Zelensky cũng bảo rằng nên treo hình con của quý vị ở trên cái bức tường đó. Để mỗi khi quý vị có một quyết định nào đó, quý vị hãy nhìn vào cái hình đó và nhìn vào mắt của các con quý vị để biết rằng quý vị nên quyết định như thế nào. Câu đó thì hay lắm. Người ta bảo, phải nói rằng ông đã trồi lên trở thành một nhân vật bây giờ trồi được lên. Không, cái chữ trồi lên đúng nghĩa, bởi vì ông là một người mà trong suốt cái giai đoạn chính trị của Ukraine, ông đột nhiên ông thắng cử năm 2019. Và vì cái cuộc chiến tranh này, người ta thấy rõ tài năng của một người lãnh đạo. Ông là can trường lắm. Bây giờ thì mọi người nhìn ông như là một anh hùng, là một cái nhân cách lớn của nước Ukraine nói riêng và của thế giới nói chung. Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì thưa quý vị, có một cái tin, đó là phái đoàn của Ukraine và phái đoàn của quân xâm lược Nga đã họp ngay tại cái vùng biên giới giữa Ukraine và Ba Lan và đạt được một cái thỏa thuận. Cái thỏa thuận đó là sẽ bảo vệ một cái hành lang để cho dân chúng Ukraine có thể di tản ra bên ngoài. Chúng ta biết là hiện nay chính phủ Ba Lan đã mở rộng vòng tay ghê lắm. Họ cho xe lửa vượt biên giới qua phía bên kia Ukraine để chờ người dân Ukraine qua phía bên này biên giới Ba Lan mà không cần phải có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh để mà có thể được vào Ba Lan xin là người tị nạn. Ngoài ra những nước chung quanh của Ukraine cũng đã mở vòng tay đối với người tị nạn. Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc nghĩ rằng với cái tình hình chiến sự này đó
thì cái số người mà có thể đạt vượt tới đó, đi xin tị nạn tại các quốc gia chung quanh cả Âu Châu nữa là 18 triệu người, nhiều lắm lận. Chúng ta, cô Ngọc Lan có nhớ là sau thời đại nhị thế chiến có một cái tác giả người Đức, ông viết mấy chục cuốn sách, những cái cuốn như là Đài Tưởng Niệm Đen của Bầy Diều Hâu Cưỡi Cánh, rồi Chiến Hấu, rồi những cái tác phẩm mà nói về cái tội ác của quân Đức Quốc xã đó. Thì đặc biệt là ông có viết một cái cuốn về tình trạng của những người tị nạn, mà cái tựa đề của nó là Bản Du Ca Cuối Cùng của Loài Người Không Còn Đất Sống, Eric Maria Remarque. Mấy ngày hôm nay đọc lại cái tác phẩm Bản Du Ca Cuối Cùng của Loài Người Không Còn Đất Sống của Eric Maria Remarque đó, thấy y hệt như cái cảnh mà người dân Ba Lan giờ phút này đang phải chạy chiến tranh để qua những cái quốc gia bên cạnh xin tị nạn. Và cũng nhắc nhở lại một dân tộc đã từng trải qua chiến tranh, đã từng bị quân xâm lược tấn công, đó là dân tộc Việt Nam. Cái thời 1968-1972, đồng bào chúng ta đã bỏ phía bằng chân như thế nào khi mà chạy từ Quảng Trị, chạy dọc theo đại lộ Kinh Hoàng, bị quân Cộng sản miền Bắc pháo kích dọc đường chết, và những cái trại tị nạn đầy kín người. Đó là cái hình ảnh chiến tranh. Cho nên hơn bao giờ hết là những người Việt Nam sống ở trong nước cũng như ngoài nước, chúng tôi tin rằng chúng ta sẽ mong ước và cầu nguyện cho dân tộc Ukraine thoát khỏi được cái tham tàn và cái ước muốn gọi là điên cuồng của Vladimir Putin. Có những người quân nhân của Nga chúng tôi nghiệp lắm, trẻ măng không? Người ta ví von với quân Khmer Đỏ của cái thời 75 tấn công vào Phnom Penh, nhỏ xíu, mặt búng ra sữa, và họ bảo là họ có biết gì đâu. Là những binh sĩ trẻ đó, họ được lệnh là đến biên giới của Ukraine để tập trận. Và khi mà được lệnh đem quân đánh vào Ukraine, tức là xâm lăng đó, thì bây giờ họ, những đứa trẻ thơ 17-18 tuổi đó cũng kêu khóc nhớ mẹ, nhớ cha. Và chính phủ Ukraine đưa ra một chính sách rất là nhân đạo, bảo được tất cả những gia đình nào mà có con đang bị bắt ấy, và làm quân ở tù nhân, được đối xử rất là đàng hoàng tại thủ đô Kiev. Và những bà mẹ của nước Nga hãy đi vào, họ chỉ đường đi lối, đi xe như thế nào để vào thủ đô Kiev và nhận con đem về Nga. Đây là một cái cuộc chiến phải nói rằng tội ác là của Putin, và tội ác của những cái đám tướng lãnh cao cấp mà đã tham gia vào cái chiến dịch xâm lăng Ukraine. Chứ còn binh sĩ nhỏ dưới thì quân đội nước nào cũng thế thôi. Họ là những người chết. Và bà mẹ, những bà mẹ mà có những đứa con chết trên chiến trường đó là những người mà thua thiệt nhất, đau khổ nhất khi mà chiến tranh xảy ra. Người ta nói là chiến tranh thì bao giờ nó cũng tàn khốc. Và nhiều người họ nói rằng không thể nghĩ rằng vào cái thời điểm này, ở lúc này mà lại có một cuộc chiến tranh xâm lược như vậy xảy ra. Bác thấy nhớ là cách đây mấy tuần khi mà nói về cái tình hình ở giữa Ukraine và Nga đó, nói là có thể đánh, Ngọc Lan cũng đã nhiều lần nói rằng là sẽ không bao giờ có cái chuyện đó xảy ra. Dạ, sẽ không bao giờ. Nhưng mà bây giờ thì người ta nói là không thể tưởng tượng được ở trong thế kỷ 21 này người ta lại phải một lần nữa chứng kiến những cái hình ảnh như vậy. Ngày hôm qua đó thì có hình ảnh đưa lên một ông bố người Ukraine đang ôm bên xác con mình chết ở trong một cái bệnh viện. Đây là một bệnh viện phụ sản nhưng mà nó được đổi lại để mà làm một cái bệnh viện cứu thương cho những cái người mà dân Ukraine. Con ông, cậu bé này chỉ mới có 16 tuổi thôi, thì đang chơi banh ở trên một cái sân trường đó, nhưng mà một cái trái pháo nó đã rớt vào đó, cho nên là con ông đã bị thương rất là nặng, nhưng mà đưa vào trong bệnh viện đó, nơi mà trở thành những cái bệnh viện như bệnh viện dã chiến như vậy, rồi cái phương tiện đều không có. Thì khi mà bác sĩ, ông đứng ở ngoài, ông chờ, rồi lúc mà bác sĩ bước ra lắc đầu giống như là không thể cứu được, ông vào để ông ôm con mình, thì cái hình ảnh đó rất là xúc động. Người ta chụp được đó, cái hình ảnh đưa vô là cái đôi giày còn đẫm máu của cái cậu bé 16 tuổi này. Thì đây là những cái hình ảnh mà người ta nói là rất là khó có thể người ta không khiến cho người ta cảm thấy là phải suy nghĩ rất là nhiều, bởi vì hành động của một cái kẻ gọi là độc tài phát xít ở trong thế kỷ 21 này. Cô vừa mới nói là cô không tin là xảy ra cái vụ xâm lăng đó. Nhiều người cũng suy nghĩ như vậy.
Nhưng mà bây giờ cái vấn đề của Putin điên đầu ở chỗ này là tại sao từ tháng đầu, giữa tháng 11 năm 2021 mà tình báo của Ukraine đã khẳng định là quân Nga sẽ xâm lăng. Như vậy cái tin nó tiết lộ từ đâu ra, nó dò gì từ chỗ nào ra. Cái điều thứ hai là tại sao Tổng thống Joe Biden và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, mặc dù Putin cam kết với lại là ông Tổng thống Pháp Macron cam kết với chính phủ Đức là không tấn công mà chỉ để làm cái cuộc tập dượt thôi, tin ở đâu ra mà Tổng thống Joe Biden và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định là Nga sẽ xâm lăng vàng anytime, bất kỳ lúc nào. Thì bây giờ Putin điên đầu rằng trong cái bộ chỉ huy cao cấp nhất ấy, ở đâu ra mà leak những cái tin nó ra ngoài. Bởi vì rõ ràng gần như là Tổng thống Joe Biden nói chắc chắc nịch trong tay này, đoán cho nơi bây giờ đây này. Như vậy thì cái tin đó từ đâu ra? Xin mời quý vị cùng trở lại với nhà báo Đinh Quang Thái và Ngọc Lan sau phần bảo trợ thương mại.